giờ đêm vẫn kia vẫn bao niềm vui, tràn đầy vui an tâm hồn bay. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, nhưng mùa đau bao ngày qua. Giận lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim như lại đứng đoan như xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại. Và có cái bài hát mà cái câu hát lúc nào cũng vang vẳng trong đầu em buổi buổi sáng, đó là cái bài hát thôi anh ơi đừng khen nắng sẽ hồng trên môi em chỉ như hoa đồng một ngang sông. Không biết là ngày hôm nay với tư cách là coi như một khán giả đi, thì anh Quốc Đại với chị Công Dung có thể trình bày bài hát là tên ấm chiều đẹp chiều quê ạ. Đây là một ca khúc mà Quốc Đại cũng như là biệt là chị Tư của tất cả chúng ta, là anh và chị Tư đã hát bên này, và
cũng được may mắn được quý khán giả rất là yêu thương ca khúc này. Bây giờ nếu đây là trong đêm mai dấu ấn của Cẩm Dung thì mong rằng là quý đạo của Cẩm Dung cũng sẽ tạo được dấu ấn ở ca khúc Tình Nắng Chiều Quê của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và bây giờ thì quý đạo xin mời quý vị cùng đến với phần song ca của quý đạo và phần trở lại của Cẩm Dung. Một tràng pháo tay đi các bạn.
tin lắm chiều quê các tiếng hát cùng với ông nhau. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều hôm nay đến đây thì phải đặc biệt là cảm ơn thầy Bộ và Sài Gòn Tân Thời đã luôn luôn yêu thương và nhớ đến quốc đại cho quốc đại có mặt ở những show rất là quan trọng của đoàn và đặc biệt là hôm nay là dấu ấn của cộng nhân thì không có gì hơn là cảm ơn quý vị khán giả luôn yêu thương và đặc biệt là chúc cộng nhân sẽ tiếp tục tỏa sáng và được mọi người được yêu thương nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và xin phép chào tạm biệt. Cảm ơn quốc đại, cảm ơn tình cảm anh rất nhiều ạ. Và những người khán giả thì ngày chúng ta sẽ trở lại với nhà đài Lô Tô trước khi đến với tiết mục tiếp theo.